Angela Baby bị hội tiểu hoa đáng cạch mặt. Cùng hội tiểu hoa đáng 85, Angela Baby, Dương Mịch, Nghê Ni, Lưu Thi Thi từng vô cùng thân thiết. Vậy mà thời gian gần đây, bộ ba như tách biệt với vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Phải chăng là do sự phong sắc ngầm dành cho Angela Baby hay còn lý do nào khác? Trang China Times mới đây đưa tin, tình bạn của hội tiểu hoa đáng 85 gồm Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Angela Baby dường như đang có dấu hiệu rạn nứt, dẫn đến sự bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo đó, thì Angela Baby được cho là đã bị các chị em thân thiết ngó lơ sau khi cô vướng scandal phong sát ngầm. Đáng nói nha, Dương Mịch được cho là người thể hiện thái độ rõ nhất với Angela Baby nhất luôn nè. Nào nào ngồi xuống đây ăn miếng bánh, uống ngụm trà, rồi nghe Ibis đưa ra những tín hiệu để xem có đúng là Angela Baby bị hội bạn thân cho ra rìa không nha. Ngày 10 tháng 3 vừa qua thì chính là ngày sinh nhật của Lưu Thi Thi, Dương Mịch đã gửi lời chúc mừng công khai đến người thân trên trang cá nhân. Để thể hiện sự thân thiết, Dương Mịch gọi Lưu Thi Thi là Tiểu Lưu thay vì chỉ tắt tài khoản cá nhân của mỹ nhân như những năm trước. Tất nhiên thì sự nhiệt tình này của Dương Mịch đã khiến netizen so sánh với thái độ của cô dành cho Angela Baby. Vào ngày 28 tháng 2 vừa qua thì Angela Baby không nhận được bất kỳ lời chúc mừng nào từ Dương Mịch nói riêng và hội chị em cây khế nói chung. Trong khi trước đó thì đều như vắt chanh, 3 năm liên tiếp, mỹ nhân họ Dương đều đăng bài chúc mừng tuổi mới với Angela Baby. Rồi cả Nghê Ni hay Lưu Thi Thi cũng đã dừng tương tác với Angela Baby trên mạng xã hội. Những bằng chứng này càng khiến cộng đồng mạng cho thấy rằng Angela Baby thực sự bị bỏ mặc. Cũng liên quan tới ngày sinh nhật của Angela Baby, cõi mạng đã chia hai phe, một bên, một chống. Bên bên bày tỏ thái độ với những nghệ sĩ kia khi cho rằng chỉ kết thân với vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh khi cô nổi tiếng và hết duyên khi đối phương gặp chuyện. Tuy nhiên thì cũng có khán giả bên vực Dương Mịch hay Nghê Ni và cho rằng không thể đánh giá tình bạn của các nữ diễn viên qua một bài đăng chúc mừng sinh nhật. Theo đó thì Angela Baby vừa trở lại ngành giải trí sau khi hết án phạt phong sát ngầm. Việc nghệ sĩ ồ ạt công khai chúc mừng sinh nhật cô ở thời điểm này là không phù hợp, có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực cho người trong cuộc. Chưa kể thì không chỉ những người bạn thân mà cả những nghệ sĩ showbiz khác cũng không gửi lời chúc mừng tới Angela Baby. Trở lại với ồn ào của Angela Baby, những tưởng chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng không. Sự xuất hiện của mỹ nhân này tại câu lạc bộ tai tiếng Crazy House Paris, Pháp đã khiến cô nàng ngã đầu. Vào ngày 29 tháng 2, Soho đưa tin Angela Baby bị cắt hết đất diễn trong phim truyền hình Mạng Ảnh Tầm Tung. Trước đó thì cô vốn được chọn làm nữ chính, đóng cặp cùng Vương An Vũ. Đến ngày 3 tháng 10 thì Soho tiếp tục đưa tin Angela Baby chính thức đối mặt với làn sóng phong sát ngầm. Hệ lụy lớn hơn cả là khi đài CCTV, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã xóa clip dịp Tết Trung Thu của Angela Baby. Nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ, hai chương trình Đẻ Trứng Vàng và Keep Running Man cũng bị hoãn lịch và đang xem xét cấm sóng Angela Baby. Nguyên nhân khiến khán giả cùng nhà đài phong sát nữ diễn viên là vì vi phạm quy định theo pháp luật tại Trung Quốc. Thời điểm này thì mỹ nhân xứ Trung không thể làm gì, có nguồn tin cho rằng cô cầu cứu chồng cũ nhưng cũng chẳng có kết quả. Angela Baby được gỡ phong sát sau 3 tháng bị phạt cảnh cáo vì xem Lisa Blackpink biểu diễn ở bar vào ngày 30 tháng 1. Đến ngày 9 tháng 2, nữ diễn viên thông báo tái xuất ngành giải trí, tuy nhiên thì vẫn là những sự kiện ở nước ngoài. Cụ thể như làm khách mời trong tiệc khai trương khách sạn One and Only One Zabel tại Dubai, dự dạ tiệc lễ trao giải BAFTA Film Awards, giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Quốc ở Anh. Còn tại Trung Quốc, Angela Baby chưa công bố lịch trình làm việc. Từ đây thì nhiều người cho rằng, thực chất mỹ nhân vẫn chưa thoát lệnh phong sát hoàn toàn. Angela Baby là nghệ sĩ có tiếng ở xứ Trung, cô nàng được củng cố tên tuổi khi thông báo kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai từng được mệnh danh là hoàng tử, công chúa, sinh ra là dành cho nhau. Vậy mà cũng chỉ được một thời gian, họ đã đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thông báo ly hôn từ tháng 1 xong phải đến tháng 10 năm 2022, Angela Baby mới lần đầu tiết lộ lý do. Nữ diễn viên cho biết khi mối quan hệ tốt đẹp, cô thích được sống trong thế giới hai người và quen với việc luôn kề cạnh bên người yêu. Tuy nhiên thì một khi đột ngột chia xa, cô sẽ không thích ứng được, thậm chí còn nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nữ diễn viên giải thích rằng chuyện tình trước đây cũng bắt đầu tốt đẹp nhưng dần nảy sinh nhiều bất hòa, cả hai thường xuyên cãi vã rồi chia tay. Trong khi đó thì về phía Huỳnh Hiểu Minh, anh không lên tiếng chuyện hợp tan tan hợp mà chỉ tập trung vào công việc. Có rất nhiều tin đồn liên quan chuyện tình ái, song sao nam cũng chẳng mấy quan tâm và luôn giữ vững thái độ. Bạn nghĩ sao về Angela Baby ở hiện tại cũng như những ồn ào liên quan sự nghiệp, bạn bè của cô nàng? Hãy chia sẻ quan điểm, cảm nhận của mình để Ibis được biết với nhé!